Dạ, em cũng có đôi lời gửi đến chương trình là trước khi biết đến công ty VFB thì có một ước mơ là làm giàu mà phải thật là giàu. Nhưng mà em đã không biết làm giàu bằng cách nào. Thì sau khi mà lên internet đó, tìm ở trên mạng này kia thì mới biết đến một cái công ty tên là VFB mà đầu tư vào chứng khoán với chìa khóa là giá trị. Thật sự em chẳng hiểu gì về đầu tư giá trị cả. Cho nên là em cũng tìm hiểu lui thì em cũng đọc được một vài dòng comment trên đó là có nói là sau khi mà bạn tham gia các bài học này á thì nhất định bạn sẽ hối hận vì đã không học sớm hơn. Và đúng thật, sau 3 ngày học thì em đã hối hận thật vì em đã không tham gia các chương trình sớm hơn. Cho nên là lời cuối cùng em cũng nhắn gửi với các anh chị là và những người mà sau các bài sau nữa cũng nên tham gia thật sớm đây, nhiều để mình biết được con đường nào sớm nhất. Thì tuổi trẻ chúng ta là nó sẽ qua rất là nhanh, nếu mà không biết tận dụng thì nó sẽ qua đi rất là lãng phí. Cho nên là em mong muốn là tất cả những anh chị học viên ở đây cùng nhau thành công, cùng nhau phát triển và giàu có. Nên là cuối cùng thì em cũng chúc thầy Tần và các anh chị của chị công ty sẽ dồi dào sức khỏe và cho đầy hạnh phúc và thành công. Okay.